iPhone bản lock đồng loạt đột tử tại Việt Nam, SIM ghép vô tác dụng. Sau khi reset hoặc rút SIM 4G ra khỏi máy, nhiều chiếc iPhone lock không thể nào kích hoạt trở lại và biến thành cục gạch. SIM ghép thần thành vô tác dụng. Vào hôm nay, nhiều người dùng iPhone lock Việt Nam đồng loạt phản ánh điện thoại của họ bị khóa không rõ nguyên do sau khi tháo SIM hoặc reset lại máy, những chiếc điện thoại bị rơi vào trạng thái chưa ép thịt. Hiện tượng này xảy ra cùng lúc với nhiều dòng iPhone lock ở đủ các thời kỳ. Tìm hiểu về vụ việc trên, phóng viên phát hiện rằng iPhone lock chỉ bị khóa chỉ xảy ra với trường hợp sử dụng phôi SIM 4G. Với phôi SIM 3G, việc sử dụng máy vẫn bình thường và không bị gián đoạn. Lý giải về hiện tượng này, anh Mai Đào Chí Bảo, một người có nhiều năm kinh nghiệm bán iPhone cho biết, việc iPhone lock đột tử hàng loạt có thể là do những động thái tự fix lỗi từ phía Apple. Do đó, người dùng và cả bản thân những người bán iPhone lock tại Việt Nam ở trong thế hoàn toàn bị động. SIM ghép là một bản gạch dùng để đánh lừa hệ thống của Apple nhằm kích hoạt những chiếc iPhone lock. Trước câu hỏi về cách khắc phục tình trạng trên, anh Bảo cho rằng gần như không thể. Người dùng sẽ phải đợi một thời gian nữa để biết liệu có thể fix máy bằng phần mềm. Nếu muốn sử dụng máy luôn, người dùng cần bỏ SIM 4G đang xài và chuyển về SIM 3G để sử dụng. Tuy vậy, do 4G đang dần phổ biến tại Việt Nam, một số nhà mạng như Viettel đã khóa việc chuyển ngược từ 4G về 3G. Điều này cũng đồng nghĩa người dùng khó có cơ hội dùng lại chiếc iPhone lock với số cũ. Họ sẽ phải dùng một SIM 3G khác để có thể tái sử dụng chiếc điện thoại này. Người dùng iPhone lock nên làm gì? Nếu đang sở hữu iPhone lock, người dùng cần xác định được phôi SIM của mình là 4G hay 3G. Nếu đã sử dụng dịch vụ 4G, đừng bao giờ reset hoặc rút SIM ra khỏi máy. Nếu không, chiếc điện thoại của bạn sẽ bị khóa và không có cách nào cứu chữa. Với người dùng phôi SIM 3G, tạm thời những chiếc iPhone lock vẫn đang ở trạng thái an toàn. Người dùng có thể rút SIM hay tiến hành reset máy. Tuy nhiên, cần hạn chế hai hành động trên bởi chưa biết Apple sẽ vô hiệu hóa những chiếc SIM ghép 3G vào lúc nào. Ở thời điểm hiện tại, thị trường iPhone lock đang tạm thời bị đóng băng. Nếu đang có ý định sở hữu một chiếc iPhone lock, người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định mua máy.
ô tô 50 triệu đổ về, dân ít tiền thỏa ước mơ xế hộp. Có những chiếc ô tô có tuổi đời gần 30 năm đang tràn về các vùng quê đáp ứng ước mơ lên đời xế hộp của những khách hàng ít tiền. Ô tô 50 triệu đổ về quê. Anh Nguyễn Công Hưng ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết, cách đây hơn một năm bỏ ra 80 triệu đồng, mua chiếc Matic đời 2004, thấy giá rẻ, đến xem nhìn ưng ý, thế là mua liền. Anh Hưng cho biết, sau khi mua về, đầu tư thêm 40 triệu đồng nữa, làm lại két nước, khung gầm và động cơ, đến nay chiếc xe chạy tốt. Theo anh Hưng, hiện nay nhiều ô tô cũ có giá bán dưới 100 triệu đồng đang tràn về các vùng quê. Riêng xã tôi giờ có tới hơn chục chiếc ô tô loại này. Chiếc rẻ nhất có giá 25 triệu đồng và cao nhất là 80 triệu đồng. Khách mua xe có người là chủ cửa hàng nhôm kính, lên đời ô tô để đi ký hợp đồng cho ai, hay đi thi công công trình xa nhà. Tuy nhiên, cũng có ông chịu chơi, mua chiếc ô tô 40 triệu đồng, về thỉnh thoảng lái chạy ra đường cho vui. Ưu điểm của những chiếc xe này là có giá rẻ vừa túi tiền và thỏa ước mơ lên đời xế hộp của nhiều người. Chả có chiếc xe nào mua về mà chạy tốt cả, hầu hết phải chi tiền để làm lại. Có người bỏ ra 25 triệu đồng mua chiếc Dewar Cielo đời 1996 về, cũng chi thêm 30 triệu sửa nó mới đi lại được, anh Hưng nói. Theo anh Ninh Văn Quỳnh, chủ một cửa hàng ô tô cũ tại thành phố Ninh Bình, số lượng ô tô chạy từ 20 đến 30 năm ngày càng tăng. Nhiều chiếc xe đang được rao bán từ 20 đến 50 triệu đồng. Ở thành phố, người ta không mua những chiếc xe này. Vì vậy, thị trường tiềm năng chính là những vùng quê, nơi thu nhập của người dân vẫn còn thấp. Giá chỉ bằng chiếc xe máy, tuy nhiên có ô tô ở quê thấy oai hơn hẳn. Nhiều người vẫn ưa thích dòng xe Nhật Bản do đã có tiếng về chất lượng bền bỉ. Vì vậy, những chiếc xe Toyota Corolla hay Nissan Blue Beetle được sản xuất vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước được ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên, xe hàng như Dewar, Cielo hay CD5 sản xuất sau năm 1990 cũng được ưa thích vì mới hơn, anh Quỳnh cho biết. Giống như phong trào vậy, nếu thấy một vài người mua xe giá rẻ về tu sửa mà vẫn chạy tốt, thì nhiều người sẽ bắt chước để mua. Có người vừa trả chiếc xe của tôi 110 triệu đồng, nhưng tôi không bán, anh Hưng nói. Một số cửa hàng bán ô tô cũ tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định cho biết, nhu cầu về những chiếc ô tô có giá khoảng 50 triệu đồng không phải là hiếm. Mua xe về sau đó bỏ thêm 30 đến 50 triệu đồng nữa, sửa chữa để đi lại. Số tiền này phù hợp với nhiều gia đình tại các vùng quê hiện nay. Tuy nhiên, bán những chiếc xe này lợi nhuận chẳng ăn thua, nên các cửa hàng ô tô cũ không hào hứng kinh doanh. Cẩn thận xe dưới 50 triệu sửa hết 100 triệu. Theo ý kiến từ một số kỹ sư ô tô, khi mua những chiếc xe này thì phanh là quan trọng nhất, cần phải đi kiểm tra thay mới hệ thống phanh để đảm bảo an toàn. Với chiếc xe cũ có giá từ 20 đến 50 triệu đồng mà đòi hỏi chủ xe phải thay phanh định kỳ là điều không thưởng. Giá bộ mã phanh từ 3 đến 5 triệu đồng khiến nhiều người không muốn thay. Bên cạnh đó, với khách hàng ở các vùng quê kiến thức về ô tô không nhiều nên thường bỏ qua chuyện này, cứ thấy đạp phanh ăn là yên tâm. Nếu không thường xuyên kiểm tra và theo dõi mã phanh, kết quả có thể đe dọa đến mạng sống con người, đặc biệt là trong các tình huống cần phải có một phản ứng nhanh. Đã từng xảy ra chuyện một chiếc Lada giá 20 triệu khi chạy trên đường quê, phanh không ăn gây tai nạn và lái xe phải chi cả 100 triệu để đền bù. Tiếp theo là khung gầm và động cơ. Hầu hết những chiếc xe này khung gầm không còn tốt do lâu ngày bị mục nát. Nếu không sửa chữa sẽ gây nguy hiểm khi lưu thông trên đường cho cả người ngồi trong xe lẫn bên ngoài. Động cơ xe cũng quá cũ sẽ gây ra nhiều trục trặc và ảnh hưởng đến độ an toàn của xe. Đầu tư chi phí để tu sửa thì tốn kém, mà chiếc xe quá rẻ khiến nhiều người không muốn chi phí tăng quá giá tiền mua xe. Không khéo, mua 50 triệu sửa hết 100 triệu vẫn đi không ổn, bán không xong ôm luôn cục nợ. Nói tóm lại, một chiếc xe quá cũ, lỗi càng xảy ra thường xuyên và nguy cơ gây tai nạn cho những người ngồi trên xe, cũng như người tham gia giao thông xung quanh cao hơn. Honda Cup 1996 rao bán hơn 100 triệu tại Sài Gòn. Chiếc Cup còn nhiều chi tiết nguyên bản và màu sơn xanh độc, giá đắt hơn một chiếc SH150 mới. Super Cup nằm trong số những trường hợp hiếm hoi tại Việt Nam khi xe cũ với độ zin lớn có giá hàng chục, thậm chí trăm triệu gây choáng với nhiều người. Một nhà sưu tập xe tại Sài Gòn hiện rao bán mẫu xe như vậy.
Theo chủ xe, anh mua nó vào năm 2014 từ một công chức về hưu tại Sài Gòn có sở thích sưu tầm xe độc. Anh mất khoảng 2 năm thuyết phục, nhiều lần ngỏ giá nhưng đều không có kết quả. Nhờ kiên trì và kiến thức về xe, vì là thợ sửa, nói chuyện hoài, ông ấy mới đồng ý bán lại. Theo giấy đăng ký xe chính chủ vào năm 1997, mẫu Super Cup rao bán thuộc đời năm 1996, đúng với số hiệu trên vành bánh xe, mẫu xe số lăn bánh hơn 6.000 km, nhưng màu xanh sơn dầu còn mới như được sơn lại. Trên đường phố hiện vẫn còn những chiếc xe tương tự, nhưng màu sơn và độ zin trên xe như của tôi quả là hiếm, chủ nhân nói. Hầu hết chi tiết trên mẫu Super Cup rao bán đều còn khá mới. Xe có đèn pha tự động sáng khi khởi động, đồng hồ báo xăng dưới yên, động cơ xe loại 50 phân khối, chủ yếu chở hàng nhẹ trong đô thị nên không có gắt chân. Lý giải cho mức giá rao bán khủng hơn 100 triệu đồng, chủ nhân cho biết tranh cãi về giá, những chiếc xe kiểu này là điều bình thường. Nhiều người với họ cả trăm triệu không là gì, nếu là mẫu xe họ thích, nhất định muốn có. Với người không cần, 10 triệu cũng không lấy. Mức giá rao bán cho mẫu xe Super Cup màu xanh không phải là điều quá bất ngờ trên thị trường mua bán xe cũ. Từng có Super Cup đời năm 1998 rao bán 85 triệu đồng. Một số trường hợp tương tự cũng với sản phẩm Honda như Future 2001 giá 90 triệu đồng, Rim 2 nhập Thái rao giá kỷ lục 250 triệu đồng.